tuân giữ luật Chúa, ăn ở công minh chính trực, để tỏ lòng yêu mến Chúa và để được vào nước trời hưởng phúc muôn đời. Chúng ta sốt sáng dâng thánh lễ, xin cho chúng ta biết mến chuộng luật Chúa và trung thành tuân giữ suốt đời. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ. Đi đi mau ta về nhà Chúa chúng ta hoàn nào. Đi đi mau ta về nhà Chúa thánh cùng thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhà Chúa vui trong bình an. Dâng lên cha tâm tình gần Chúa sống thời tàn trần. Lạy Chúa, hãy dạy con biết mến yêu. Xin dâng nhớ tìm Chúa quan nhân nhiều hiền. Ai đòi ăn bờ bờ cồn có đã nhiều. Con gần hiền để hành lời Chúa sớm chiều. Đi đi mau ta về nhà Chúa, Chúa cha toàn năng. Đi đi mau ta về nhà Chúa thánh cùng thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhà Chúa vui trong bình an. Dâng lên cha tâm tình nhà Chúa sống. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Chúa ban lời Chúa, luật Chúa để chúng ta sống trong bình an, tự do ân sủng của con cái Chúa. Trong tâm tình chân quý hồng ân Chúa qua luật của Chúa truyền, chúng ta tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa vì biết bao lần chúng ta đã không sống theo luật Chúa truyền, để đời của ta rơi vào đau khổ, nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Xin Chúa rủ lòng xót thương. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót.
vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Ngàn rưỡi thế cho người yên tâm. Chúng con chú tùng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Có Chúa là đấng thánh, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn hoán cải, xin Chúa ban ơn bình an chữa lành cho nhân thế. Xin Chúa ban ơn như ý thánh hóa công ăn việc làm. Xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Cả Giuse, tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. Xin Chúa nhớ đến 8 linh hồn Maria, Anna, 5 linh hồn Giuse, 3 linh hồn Vincent, Đa Minh, Phaolô, 2 linh hồn Phêrô, Anton, Barnabé, Giuse, Francisco, 12 ý cầu nguyện cho tiên nhân, thai nhi, mồ côi và các linh hồn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuân đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiên trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cấm làm điều xấu ác, nhưng có tuân giữ hay không là tùy mỗi người. Người khôn là kẻ biết giữ luật Chúa để được thưởng muôn đời. Đó là nội dung bài đọc sau đây. Bài trích sách Huấn Ca. Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Trước mặt con Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Phúc những ai tiến gần trong luật pháp của Chúa. Lạy Chúa con từng huân lệnh Ngài ban, suốt cuộc đời đoàn con giữ trọn. Chỉ ước mong bàn chân hằng vững bước tiến theo thánh chỉ Chúa đã truyền. Phúc đức những thiên thần trong luật pháp của Chúa. Lạy Chúa con xin tỏ lòng từ bi, để lời Ngài lòng con giữ trọn. Mở mắt con để con được nhìn thấy pháp luật của Ngài rất kỳ diệu. Những ai tiên thật trong luật pháp của Chúa, nguyện dẫn con theo thánh chỉ của Ngài, lối đường Ngài tìm theo đến cùng. Lòng trí con nguyện xin Ngài soi sáng, hiểu luật pháp Ngài sống trọn. Thánh Phaolô phân biệt hai thứ khôn ngoan. Khôn ngoan thế gian thì đưa đến tuyệt vọng, còn khôn ngoan do Chúa mặc khải thì dẫn đến cõi phúc muôn đời. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan. Nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiềm định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng như đã chép, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia, Alleluia. Chúa
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Chúa đã thương trao ban cho nhân loại qua luật của Môsê ở núi Sinai. Nhưng luật Môsê lúc đó là một cuộc cách mạng đối với nhân loại khi đang sống trong luật rừng rú. Người ta giết một người trong bộ lạc của mình thì phải giết 10 người. Và luật của Môsê đã bao dung hơn, đã công bằng hơn. Mắt đền mắt, răng đền răng. Như vậy, đây là một hồng ân Chúa ban để nhân loại sống nền luân lý, bao dung và giúp con người ra khỏi luật rừng rú, dã man của thời đó. Nhưng tới thời Đức Giêsu, thì Đức Giêsu đến không hủy bỏ luật Môsê, mà Ngài đến kiện toàn. Kiện toàn luật ấy để luật đó không chỉ là hình thức, là bên ngoài, mà đi sâu vào bên trong, tận căn của cái tội lỗi và mời gọi chúng ta sống yêu thương. Đức Giêsu mời gọi chúng ta để ý đến miệng và mắt. Đó là hai giác quan dễ dùng để phạm tội. Thưa anh chị em, khi mà nhìn vào cõi lòng của mình, lòng ta giận hờn, ghen ghét, tức bực, thì bắt đầu sẽ trào ra những lời nói cay độc, lăng mạ, dối trá. Lời nói biểu lộ tâm hồn của con người, có đầy thì miệng mới nói ra. Thưa anh chị em, nếu chúng ta tối tối dành mấy phút lắng đọng để đặt mình trước mặt Chúa, đọc kinh và hồi tâm một ngày đã qua, thì có lẽ chúng ta thấy chúng ta mắc cái tội về miệng lưỡi
rất là nhiều và khủng khiếp. Xét lại, chúng ta thấy trong ngày ta ít nói lời yêu thương, ta ít nói lời bao dung, tha thứ, lời chữa lành, mà lòng ta với những bực tức, ganh tị, giận hờn, ghen ghét đã tuôn ra biết bao lời cay độc, biết bao lời chia rẽ, dẫn đến đau khổ cho người khác. Ví dụ như, thưa anh chị em, người mẹ đi, cái đứa con của mình, ví dụ như nó lỡ may thi rớt, mình trong lòng ao ước nó thi đậu, làm bác sĩ, kỹ sư, nó thi, bao nhiêu cố gắng chăm lo, đón đưa, mưa gió dãi dầu mấy năm, rồi khao khát, rồi nó thi rớt. Lòng ta đầy ắp những cái sự ganh đua, những sự hẹp hòi ích kỷ. Thay vì động viên nó, nói lời yêu thương, lời an ủi, con của mình nó thi rớt, nó đã đau khổ lắm rồi, bố mẹ còn bảo thà tao đừng đẻ mày ra thì hơn, công tao vất vả bao nhiêu lâu mà mày thi rớt. Lời nói cay độc đó có thể giết chết nó. Nó bảo thôi, vậy thì bố mẹ là người yêu tôi nhất trên đời mà còn nhục mẹ tôi vậy, tôi chẳng thiết sống nữa. Nó tìm đến cái chết. Lời nói có thể giết chết người khác. Chúng ta thấy rõ, từ cái lòng, cái giận, rồi tới cái miệng. Cái miệng rồi bắt đầu nó lại còn ra tay, ra chân nữa phải không? Lúc đó là chén bát nó bay vù 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 vù. À, ghê lắm. Và nó tàn sát người ta, nó giết người ta. Anh chị em thấy trong lịch sử đấy, để mà hạ bệ ai, người ta đấu tố. Truyền thông hôm nay cũng vậy, thỉnh thoảng ta thấy điều đó. Cái truyền thông, cái miệng, ma quỷ nó cướp lấy, kinh khủng lắm ông bà anh chị em. Cho nên Thánh Gia-cô-bê mời gọi, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng làm chủ được toàn thân của mình. Ai không vấp phạm lời nói, người đó là thánh. Thưa anh chị em, chúng ta là người Công giáo, con đi tu, tu là sửa phải không ạ? Bao nhiêu năm mà cứ xét về lời nói, thấy cũng lỗi phạm nhiều lắm. Thưa anh chị em, chúng ta ngày hôm nay, thế giới truyền thông quảng cáo, người ta khôn lắm, cái lý lẽ hay lắm, nói nó ngọt ngào, nó êm dịu, nó thuyết phục, nhưng mà độc là nói dóc thôi. Như con có kinh nghiệm ấy, trước con xây dựng cái trung tâm Cửu Chi một mẫu tư, thì con thích trồng mít, trồng cây. Con ra cái tiệm, người ta nói là chú mua mít đi chú, mít này mít Thái đó chú, nhìn lá nó to, nó bóng đẹp lắm. Mua về trồng vất vả 3-4 năm, tới ngày nó ra trái, bảo thôi trái này trái đầu tiên, đem biếu cha đặc trách. Biếu xong tối cha bảo, mít của cha là cha Thái, cha trồng mít sao mà nó chua và nó lại nhẽo nữa cha. Mít Thái sao nó dở ẹc cả. Hóa ra nó là cái mít rừng, mít gì mà. Đấy, vậy mà người ta bảo mình là mít Thái. Vất vả bao năm trời, chẳng lẽ đem dao ra chặt gốc cây. Đời nói dóc. Mình cũng sống trong cái môi trường ấy, cũng lọc lừa, dối trá, đểu cáng với nhau. Thưa anh chị em, chúng ta sám hối đặt mình trước Chúa. Chúng ta biết mình yếu đuối,
Cho nên thưa anh chị em, tôi và ông bà anh chị em biết mình dễ mắc cái lỗi này lắm. Cho nên cố gắng đọc kinh cầu nguyện, cố gắng một chút xíu trong đời sống. Ví dụ mỗi lần trong ruột gan của mình nó trào lên, nó tức, máu nó đưa lên trên não, nó bốc, bừng 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 bừng. Nhớ, Chúa ơi, rủ lòng thương xót con. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương xót con, để ta đừng tuôn ra những lời cay đắng, phá hủy đời con của mình, làm cho cộng đoàn chia rẽ, làm tan nát sụp đổ những mối tương quan. Hãy cầu nguyện thưa anh chị em. Biết mình yếu, cho nên mình là người công giáo. Biết mình tội lỗi này, cho nên tập cố gắng mỗi ngày đọc thêm một vài kinh kính mừng Maria đầy ân phúc. Xin cứu con khỏi xa trước cám dỗ này. Lời nói châm chọc nó ngọt lắm, như viên kẹo vậy, xúm lại với nhau một cái là nói hành nói xấu, chia rẽ hận thù, làm tan nát nhau. Chúng ta quá hiểu rồi. Xin Chúa rủ lòng thương xót con. Và biết mình yếu đuối như vậy, cho nên cậy nhờ ơn Chúa, đọc kinh cầu nguyện. Người công giáo chúng ta có một phương thế tuyệt vời để tu tinh tâm tích đức bằng lời nói của mình, bằng kinh nguyện của mình thưa anh chị em. Chưa hết, cái miệng nó vậy, có cái nó còn ghê hơn nữa, đó là cái mắt thưa anh chị em. Cái mắt, mắt là giác quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không chỉ là cửa sổ mà chính là cửa tâm hồn. Và các cơn cám dỗ thường qua cái ngã đó. Mắt thích nhìn cái đẹp, Eva thích nhìn trái cấm, David thấy người phụ nữ khỏa thân. Cái nhìn đem lại khoái lạc và thổi bùng lên ngọn lửa của thèm muốn, khiến người ta dám làm những chuyện trái luân thường lý. Chúng ta đang bị bao vây bởi các hình ảnh, tivi, phim ảnh, sách báo, video, thời trang, quảng cáo, tất cả tìm cách lôi cuốn chúng ta, kích thích khoái lạc chúng ta nơi con mắt và cả thân xác. Thưa anh chị em, quỷ đấy, quỷ nó không ở đâu xa đâu, nó ở trong đấy đấy. Thưa anh chị em, những điều cao quý, linh thiêng như thân xác, như bài đọc hai hôm nay, là thân xác ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cái đền thờ thiêng thánh ấy, thân xác ấy, như đời sống thầm kín của vợ chồng, là hồng ân của Chúa, tình yêu. Vậy mà những cái ma quỷ tinh khôn của ngày nay, qua phim ảnh sách báo, nó đã gieo vào lòng nhân thế một dục vọng qua ánh mắt. Chúa bảo với chúng ta, tận căn nhìn một người khác phái mà thèm muốn, mà ích kỷ chiếm đoạt thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Thưa anh chị em, anh chị em thấy quá rõ điều đó. Ngày hôm nay, đáng lẽ tình yêu, tính dục là hồng ân của Chúa, làm cho vợ chồng yêu thương gắn bó với nhau, dâng hiến cho nhau, làm cho đời sống hôn nhân đầy ắp hồng ân Chúa. Thì trái lại, ma quỷ sự dữ gieo vào lòng chúng ta những dục vọng để chỉ còn là chiếm đoạt nhau. Từ người lớn cho tới trẻ thơ, ngay càng ngày chỉ có sự chiếm đoạt thỏa mãn về xác thịt, về thú tính của mình.
làm hoen ố tình yêu và dẫn đến phá thai, tan nát linh hồn, hủy hoại sự sống của Chúa trên toàn thế giới. Và Việt Nam chúng ta là một cường quốc phá thai. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tỉnh thức đủ cái tinh khôn của ma quỷ gieo vào lòng ta. Biết mình yếu đuối, chúng ta chạy đến với Chúa. Làm sao xin Chúa ban cho đôi mắt của con nhìn người khác phái như nhìn thấy Chúa, vì đó là hình ảnh của Chúa. Nhìn thấy người khác phái như là mẹ Maria, như là thiên thần, như là chị gái, như là em gái đục. Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ, nhìn họ không phải để thỏa mãn, mà là để nhận ra Chúa đang ở trong họ. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ, một chút xíu. Thưa anh chị em chúng ta đừng có thất vọng, đừng có tuyệt vọng. Chúng ta đã nghe Thánh Phaolô, ơn ta đủ cho con. Cho nên anh chị em hãy xin ơn của Chúa, để Chúa ban cho anh chị em một đời sống trong ân sủng, tự do, ý nghĩa, tròn đầy nhất. Không làm nô lệ cho đau khổ, cho tội lỗi. Trái lại, chúng ta làm cho khuôn mặt Đức Giêsu được rạng rỡ trên cuộc đời chúng ta. Như kinh lạy Cha chúng ta vẫn thường đọc, nguyện danh Cha cả sáng. Xin cho miệng con, cho đôi mắt con, cho tâm lòng con trân quý luật Chúa và đặt cuộc đời dưới ánh nhìn của Chúa. Và xin Chúa cho con được làm sáng danh Chúa. Với tâm tình ấy, lời nguyện thiết tha đó, chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Xin Chúa thêm sức cho anh chị em. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, tống truyền. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dùng tự do Chúa ban để yêu thương và tôn trọng nhau. Đừng kỳ thị, đừng chỉ trích hay phán xét ai, nhất là trong thời điểm thế giới phải đương đầu với những thiên tai và nhân tai như hiện nay. Lắng nghe lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin. Yêu thương là dấu chỉ để nhận ra người môn đệ của Chúa.
Xin cho các vị lãnh đạo hội thánh có tâm hồn biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ và đồng hành với đoàn chiên trước nỗi lo về thiên tai dịch bệnh, để cùng dìu dắt nhau vượt qua mọi nguy biến trong thời đại này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mỗi một biến cố xảy ra chính là dấu chỉ Chúa đang mời gọi chúng ta thức tỉnh trở về. Xin cho các tín hữu trên khắp hoàn cầu biết hướng về những người anh em đang đau khổ vì tai ương thảm họa bằng hành động thiết thực trong khả năng, nhất là bằng những lời cầu nguyện chân thành. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa ban cho con người có quyền tự do định đoạt số phận của đời mình. Xin cho mọi người trong giáo họ chúng ta biết tuân giữ giới răn Chúa truyền, sống công bằng bác ái, chan hòa quảng đại và sẵn sàng tha thứ cho nhau, để cũng được Chúa thứ tha trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu dạy, có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống thật thà, ngay thẳng, biết giữ đúng lời hứa, luôn ý thức tránh xa dịp tội, để gìn giữ thân xác và tâm hồn được sạch trong, cao quý. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em dâng lời nguyện riêng. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời, nhưng thân phận con người vốn mỏng giòn yếu đuối, xin ban thêm cho chúng con những ơn cần thiết để giữ trọn các giới răn với lòng yêu mến trung thành. Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Dâng là dâng lên bài ca tình yêu, và dâng là dâng lên lễ vật huyền diệu. Dâng về Chúa diệu huyền nhân ai, bài ca tụng ngày đêm ân vang. Xin dâng lên ngài Chúa quan năng, dâng là dâng lên bài ca tình yêu, và dâng là dâng lên lễ vật huyền Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi, tung hô Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phùng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá Louis, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con dâng thánh lễ này để tạ ơn Chúa đã yêu thương ban luật Chúa để chúng con được sống tự do trong ân sủng con cái Chúa. Xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn hoán cải. Xin Chúa ban ơn bình an, chữa lành cho nhân thế trong đại dịch đang đe dọa sự sống chúng con.
Xin Chúa ban ơn như ý, thánh hóa công ăn việc làm. Xin Chúa ban ơn chữa lành. Xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Cả Giuse. Xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. Xin Chúa nhớ đến các linh hồn chúng con dâng lễ hôm nay. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nửa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh Chúa được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phước trai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình Thánh Đức Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
Thiên mỹ là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiên mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dấn thân đừng từ nan. Có Chúa trong cuộc đời, nơi
suốt đời còn tìm kiếm nguồn hạnh phúc hoài chờ mong nào đâu thấy. Mắt nhạt nhòa chiều chập trùng hồn sầu heo hoang mang. Hỡi nguồn chân thiện mỹ xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Có Chúa tim reo vang bước đi vào diệu quang. Có Chúa trong cuộc đời nơi dương vui tuyệt vời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Thưa anh chị em, qua các báo đài, anh chị em đã thấy nhân loại chúng ta đang đứng trước đại dịch đe dọa sự sống. Chính vì thế, Đức Thánh Cha, Quý Đức Cha mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, hoán cải và canh tân đời sống. Đức Tổng Giáo Mục mời gọi chúng ta làm tuần cửu nhật để cầu nguyện cho Chúa ban ơn hoán cải, ban ơn chữa lành và bình an cho nhân thế. Ngày mai là ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật của Tổng Giáo Phận chúng ta. Vậy thưa anh chị em, cộng đoàn chúng ta tối mai vào lúc 7 giờ chúng ta đến đây để chầu Thánh Thể và đọc Kinh Mân Côi. Chúng ta xác tín Thánh Thể là sức sống của Chúa sẽ chúc lành. Đức Maria là mẹ của chúng ta sẽ che chở giữ gìn chúng ta và nhân thế. Vậy xin mời anh chị em báo cho nhau 7 giờ tối mai chúng ta sum họp lại để sống cầu nguyện theo ý của Đức Tổng Giáo Phận chúng ta. Thưa anh chị em, bệnh này có một sự lây lan rất khủng khiếp và phức tạp. Trên thế giới hôm nay đã trên 60.000 người theo số thống kê đã bị mắc bệnh và hơn 2.000 người đã chết. Chúng ta thấy lo sợ, nhưng người Công giáo chúng ta không hoang mang. Chúng ta có đức tin, cho nên chúng ta sống niềm tin tưởng tín thác. Nhưng đồng thời, đức tin của chúng ta phải dựa trên lý trí và sự khôn ngoan Chúa ban. Chúng ta vẫn sống đức tin tín thác vào Chúa, nhưng đồng thời chúng ta phải khôn ngoan. Chúa ban cho chúng ta lý trí để chúng ta biết phòng chống bệnh dịch. Chúng ta hãy nghe Bộ Y tế và đeo khẩu trang ở nơi công cộng và tránh tiếp xúc, hạn chế những buổi gặp gỡ để bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình và cộng đoàn đất nước. Anh chị em thấy có cái bảng thông báo đó, có một số những cái châm ngôn, những cái băng rôn. Ví dụ như ở Trung Quốc người ta ghi đó là cô đơn 2 tuần, hạnh phúc cả đời. Đấy, chấp nhận cô đơn nhé. Các đoàn thể chịu khó thôi, cố gắng. Ca đoàn chắc cũng tập những bài hát quen thuộc. Đi tập hát thì đeo khẩu trang. Chấp nhận cô đơn nhé. Chúng ta, người Công giáo cũng thích sum họp với nhau lắm. Sống tập thể, sống cộng đồng. Thôi, chúng ta xa nhau, chúng ta cách ly.
chúng ta giữ sức khỏe cho mình, cho gia đình, rồi không tiếc chút tiền, không đeo khẩu trang, bỏ một đống tiền để nằm bệnh viện. Ê, xin anh chị em nhé, mua khẩu trang, cha cũng sắp hết khẩu trang rồi, xin anh chị em mua khẩu trang, nếu không có khẩu trang y tế, mua khẩu trang vải, rồi về giặt, rồi sử dụng, giữ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng nhé. Ê, chúng ta cũng thấy có cái châm ngôn, có cái khẩu hiệu là trên thì có người già, dưới thì có trẻ em, một người nhiễm bệnh toang cả nhà. Chúng ta yêu mến bố mẹ chúng ta, yêu mến con cái chúng ta, chúng ta nên cách ly bảo vệ để đừng bị lây nhiễm, bởi cái bệnh này lây nhiễm rất khủng khiếp và rất phức tạp, không có triệu chứng. Chúng ta thấy đất nước chúng ta đã cố gắng hết sức mình. Ở Vĩnh Phúc, thấy các bác sĩ nói là chống bệnh cúm này như chống giặc, phải không? Chỉ cần để sống một người dương tính coi như là vỡ trận. Cuộc chiến rất là cam go. Thì chúng ta cùng với dân tộc để bảo vệ sự sống của mình, của gia đình, của đất nước chúng ta. Chúng ta cũng có niềm hy vọng là cái bệnh này nó sẽ yếu khi gặp độ nóng, mà khí hậu đang nóng lên. Chúng ta thấy đó là tia hy vọng. Đáng lẽ Việt Nam, đất liền đất, sông liền sông, bị ảnh hưởng rất trầm trọng, sẽ là Vũ Hán thứ hai. Nhưng mà có lẽ Chúa thương, Chúa cứu Việt Nam chúng ta. Nhiệt độ đang nóng lên, nó không có bùng phát, nó suy yếu đi. Chúng ta thiết tha xin Chúa, nhưng đừng ỷ y, đừng có cứ người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không? Đây là một sự thật. Chúng ta thấy các Kitô hữu ở Trung Quốc đã phải ngừng mọi thánh lễ từ đêm giao thừa. Chúng ta thấy ở Hồng Kông, Đức Hồng Y đã nói rất tiếc phải thông báo với anh chị em phải bỏ tất cả thánh lễ, ngay cả lễ cho bắt đầu mùa chay thánh. Chúng ta thấy một thực trạng có thực, không thể tập trung được. Chúng ta thấy Đức Giám Mục Cần Thơ cũng đã đưa ra văn bản chánh thức hủy bỏ đại lễ cha trương bửu diệp để giữ sức khỏe cho nhau. Với những cảnh tình đó, chúng ta cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho quê hương đất nước chúng ta. Giữa trong lúc khó khăn này, nhiều anh chị em không có việc, cha và cộng đoàn đồng cảm với anh chị em. Có những anh chị em nói chủ của con cứ nói 3 ngày nữa có việc, nhưng mà hơn tuần nay rồi không có nhiên liệu. Có những anh chị em nói con phụ rửa bát, phụ quán ăn, con phụ ở khách sạn, giờ chẳng ai đến ăn nữa, chẳng ai đến ở nữa, đói. Chúng ta là những người nghèo dạt về đây, người đói, người khổ. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta là một gia đình của Chúa, nâng đỡ nhau. Cảm ơn một số anh chị em cũng chẳng có giàu có gì, cũng đưa đến cho cha 1-2 thùng mì, chút gạo, cha chia sẻ cho anh chị em. Thì xin anh chị em, chúng ta là một gia đình của Chúa, chúng ta chia sẻ, nâng đỡ nhau vượt qua những năm tháng khó khăn này. Chúng ta tín thác vào Chúa, chúng ta liên kết với nhau, chúng ta hiệp nhất với nhau để nâng đỡ nhau. Vậy chúng ta vỗ một tràng vỗ tay để khích lệ và mời gọi nhau. Sau thánh lễ, chúng ta tin tưởng Đức Mẹ, chúng ta đọc kinh khấn trong nhà thờ. Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Mẹ Hằng Cứu Du, con được lên thánh cầu dưới bước chân dung Mẹ, hãy làm thì linh hồn con hết lòng trong vây vững vàng. Khác nào con tha đôi gối Mẹ lành gầy, con thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc loài người và cũng là Chúa con đang ngồi trên đây. Người là đấng phép tắc vô cùng, là Chúa tế toàn quyền sinh tử, là đấng ban phán mọi ơn lành. Mình mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người, dùng đủ quyền buộc người phải ứng nhận lời mẹ. Người đã trung thật, người chẳng có thể từ chối mẹ ơn gì, mà lại ước khao muốn nghe lời mẹ xin. Vậy lạy mẹ Chúa Giêsu, lời mẹ cầu bầu rất đối thần thế. Trong giờ phấn này, ban cho con như ý con xin, con hết lòng cầu xin, và trong đây vững vàng, mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Lạy Mẹ Hằng Cứu Du, xin che cho mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó, sao hết, cho các linh hồn khốn nạn trong luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Du, xin cầu bầu của con. Lạy Thánh Phaolô, con thầy chưa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Trời xin chớ chê, chớ bỏ lời chung con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Lăng. Lạy rất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cử thanh cử tịnh rất thanh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse làm bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Nữ vương ban sự bình an. Ông Thánh Phanxicô Xavier. Các thánh tử đạo Việt Nam.
Trên danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa.